Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Hello, xin chào tất cả anh em, và ngày hôm nay mình sẽ dành tặng cho tất cả các bạn một nick ở shopmasuong.vn của mình có gì khủng không các bạn nhé. Và như các bạn đã biết thì có khuyến mại đến 500k thì được 1.2 triệu tiền tiền để các bạn mua nick các bạn nhé. Rồi, khi tất cả các bạn vào mua cái nick liên quân danh mục ác liên quân này thì những cái nick các bạn có thể tham khảo rất là nhiều thư mục ở đấy. Và đặc biệt rằng có một thư mục nó rất là tuyệt vời, đó chính là săn bánh trung thu các bạn nhé. Đây là một mục mà mình khuyến các bạn, nếu các bạn muốn nick nạp và muốn nick mà thừa tiền thì các bạn sẽ vào quay cái này, sẽ có vận máy. Thì cái mục săn bánh trung thu này sẽ có những gì? Đây này, 200 con huy này, một skin bất kỳ này, một skin bất kỳ 10.99 con huy này, 1.000 con huy này, 1 triệu tiền shop này, 10.99 con huy này, một skin VIP SS và 9.99 con huy, hầu như là đều rất nhiều con huy các bạn nhé. Được rồi, thể lệ này. Đấy, bạn sẽ có cơ hội nhận được các skin như Rat Mấy Thoải này, Liana Tấn, Nguyệt Mì Lý này, Phoron Tấn Hề này, Violet Thử Nguyễn Về Thân, Na Thử Nguyễn Về Thân này, Theo Thử Nguyễn Về Thân. Phần thưởng là cốt bản vào phần lịch sử quay để nhận nhé các bạn nhé. Cái này thì các bạn nó có thật hay không thì các bạn hãy qua shop anh Mobile Việt, nó giống như thế này luôn. Nhưng mà cái tỷ lệ thì nói chung là để mà nhận được những cái skin tiền tiểu này thì nói chung là giúp các bạn may mắn thôi các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đăng nhập này và mình sẽ vào. Và mình sẽ vào quay như nào các bạn nhé. Rồi, ok anh em. Để rồi, bây giờ mình sẽ vào quay này. Lượt rồi bắt đầu úp thẻ này. Đấy, rồi bắt đầu chọn các bạn nhé. Săn bánh trung thu, nhấp vào phát. Ôi, ra một phát 9.99 con huy các bạn này. Này, chúc mừng bạn trúng 9.99 con huy này các bạn này. Mình mà ấn cái ô bên phải này các bạn này, là được một skin SSS này. Đấy, còn xuống dưới ở bên phải. Đấy, cái này nó cũng giống như bốc thắm thôi. Đấy, một phát được 9.99 con huy luôn các bạn nhé. Rút con huy này, đấy các bạn nhé. Khi các bạn có con huy thì các bạn sẽ nhấp vào rút con huy luôn này. Đấy, nhấp và rút một lần 84 con huy các bạn nhé. Bởi vì là kiểu cái của mình là mình sẽ nạp nạp trực tiếp vào tài khoản các bạn luôn. Nên các bạn sẽ phải ghi tài khoản game này. Đấy, tài khoản game và mật khẩu game. Thì các bạn cứ nhấp, ví dụ 9.99 con huy các bạn rút cho mình tầm 10 lần thì mình sẽ nạp 10 lần cho tất cả các bạn nhé. Đấy, khi được con huy rồi tiếp tục nào. Không biết có quay đúng skin hay không. Tiếp tục úp thẻ nhé. Hồi này cái bên này là cái skin SS thì mình thử nhấp bên này cái nào. Nói chung quân huy rất khá dễ trúng các bạn nhé. Đấy, nói chung cái này mình chỉ khuyến khích tất cả các bạn nào còn thừa tiền. Thế này. Ồ, sao nhấp được cơ. Ô, lại quân huy các bạn đấy. Lại được thêm chỉ đóng chỉ gì quân huy các bạn đấy. Mình đang tìm cái skin các bạn nhé. Đấy, được tổng cộng mình có gần 2.000 quân huy thôi. Đấy, chỉ 29.000 các bạn nhé. Rồi từ từ để mình coi nào. Chỉ con huy ở skin ở phía dưới nó mình cay, nó toan ở phía dưới các bạn nhé. Đấy thì đây là cái mục mà mình cảm thấy nó rất hay. Nếu các bạn nào mà kiểu cảm giác như là các bạn còn thừa tiền ở trong shop ấy thì mình khuyến các bạn có thể rút quay thử vận may coi, chứ các bạn cũng đừng có hy vọng là đừng có tham làm cái gì cả. Bởi vì là chưa chắc là nó sẽ ấy đó. Và đặc biệt rằng các bạn phải hiểu 29.000 này thì các bạn sẽ nạp bao nhiêu ạ? Nó được giảm 100% thôi. Còn có mười mấy nghìn thôi các bạn. Mười mấy nghìn một lượt quay thì chào bò các bạn. Đấy, cho nên các bạn hãy cân nhắc. Rồi, thì chúng mỗi ngày mình sẽ review cho tất cả các bạn một mục các bạn nhé. Khi các bạn nhận được skin hay bất kể là quân huy các bạn nhé, thì các bạn sẽ được ở trong cái thì nó sẽ được add ở trong cái tài khoản này luôn. Thì các bạn sẽ vào mục rút con huy. Đấy, rút kim cương các bạn đấy. Đây có những cái mục rút con huy ở đây này. Số con huy hiện có 1.000 các bạn thấy chưa? Các bạn sẽ có số con huy, hoặc khi các bạn có skin thì nó sẽ hiện cái skin và có cái code skin để các bạn nạp vào và các bạn sẽ có trong ắc. Đấy các bạn nhé, đây 1.958 quân huy này các bạn này, nhập một phát tài khoản game này, mật khẩu này, đấy rút quân huy một phát, các bạn thực hiện một phát là ok luôn các bạn nhé, là các bạn sẽ có
Bởi vì mình không thể là ghi ở trên này được, bởi vì cái số tài khoản hiện ra thì sẽ bị mất nick. Đấy, thì root rất đơn giản các bạn nhé. Rồi, tiếp tục. Và bây giờ mình sẽ quay vào một cái thư mục nick, gọi là một cái thư mục nick để dành tặng các bạn nhé. Bạn nào mà xem hết cuối clip thì các bạn sẽ được một cái nick ngon các bạn nhé. Rồi, quay đâu rồi trời. À đây, mình phải back ra phát. Mình phải back ra các bạn nhé. Rồi, mình sẽ vào những cái phòng vòng quay may mắn các bạn nhé. Đây, những cái vòng quay tặng các bạn một cái nick đầu tiên thì 300.000 các bạn nhé. Mình sẽ tặng các bạn một nick 300.000. Mình sẽ quay này. Ắc từ 50 tưởng trừ 5, từ 50 tưởng trừ lên 100% là xuất hiện nhé. 49 tưởng thì nhắn tin cơ la để nhận được 600.000 nhé. Đổi được mật khẩu 100% nhé. Không đổi được mật khẩu cùng nhắn tin để cơ lao đến 200%. Ắc VIP 90%. Ắc VIP là như nào? Ắc VIP là các bạn vào cái Ắc VIP của cái trang của mình thì nó sẽ hiện 95%, skin SS 65%. Chezo, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày nay mình sẽ nói đến vị tướng Ngộ Không ở rank chiến tướng này. Thì khi chơi Ngộ Không ở rank chiến tướng này thì đi gánh như thế nào cho hiệu quả? Và hôm nay mình sẽ tận dụng về cái những cái chiêu thức đổ tăng hình và di chuyển Ngộ Không. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ăn cái con bùa xanh đầu game và sẽ gánh cái đường rồng đầu tiên như thế nào cho thật hiệu quả. Thì clip này mình nghĩ nó sẽ rất bổ ích và giúp anh em có thêm một cái mèo để anh em có một cái cẩm nang đi gánh. Chẳng hạn đường dưới là thằng John. Thì khi chúng ta clear lính ở trong quái rừng của mình rồi, thì lúc đó tầm khoảng 1 phút 30 giây, áng áng tầm như vậy. Thì lúc đấy thì khoảng tầm 2 đến 3 tướng lính, 3 tướng lính của đường rồng farm xong, thì chúng ta sẽ đi xuống dưới và gánh. Ngộ Không thì... như các bạn đã biết thì chúng ta sẽ cầm cái bảng ngọc là sát thương chỉ mạng và tỷ lệ chỉ mạng của nó, và cộng thêm tốc độ chạy để giúp Ngộ Không có thể di chuyển thật nhanh lẹ hơn. Và đặc biệt những build đầu game của Ngộ Không thì mình khuyến các bạn hãy lên cho mình bốn cái build nhỏ nhỏ của chỉ mạng ấy, 12% chỉ mạng một cái, mình lên sẽ lên 4 cái. Thì 4 cái đấy thì 2 cái sẽ dùng cho thanh kiếm và 2 cái dùng cho song đao bảo táp. Đấy, khi tên lính của đường dưới hết thì mình sẽ di chuyển ở phía dưới trong bụi này các bạn nhé. Đây, mình sẽ lướt qua nấp ở trong cái bụi thứ hai này và đánh để cho được hồi nội tài này. Đấy, các bạn hãy nhìn ý, mình tiếp cận thằng John rất gần, và đặc biệt chỉ cần rò ra phá này 1 phát, 2 phát, 3 phát, nổi đập 3 phát mà nổ chỉ mạng. Đấy, đây là một cái gánh nó rất là hiệu quả các bạn nhé. Sẽ giúp cho team địch nó hầu như trừ hack map. Anh ơi, nếu mà hack map thì như thế nào anh? Hack map thì gánh sao được quả để em. Nếu gặp hack map thì gặp hack map thì lúc đó đi farm chứ sao mà gánh được. Đấy. Thật rồi, gánh được cái mảng ở dưới rồng thì mình sẽ sổ luôn con rồng đầu tiên, các bạn hãy nhớ cho mình nhá. Đánh những đánh cao này thì những cái mục tiêu như mục tiêu lớn này, như con rồng hoặc cái con cá sa nhỏ, kinh công nhỏ đấy, thì các bạn bắt buộc các bạn phải ăn các bạn nhé. Sẽ phải ăn để hỗ trợ cho team mình. Khi các bạn ăn xong những mục tiêu lớn hoặc đi gánh xong thì cái việc quan trọng nhất đó chính là chúng ta sẽ đảo lại cái vòng rừng thứ hai để chúng ta đi gánh. Thì khi chúng ta đi gánh thì chúng ta sẽ nhìn trên cái bản trong quá trình farm thì chúng ta sẽ nhìn bản đồ có nào. À, ở đường mid có thằng Lumia này, đường trên thì là không có đánh nhau, đường dưới thì sao? À, thấy Rioma rồi thì mình vẫn đi farm tiếp đấy. Khi thấy bản đồ con chưa có cái vấn đề gì xảy ra cả thì chúng ta sẽ lại đi farm. Đây, đường dưới thì có Omen và Zon kìa. Các bạn hãy nhìn cho mình cái bản đồ con nhá. Mình sẽ phân tích cho các bạn xem chơi thật hiệu quả này. Đấy, khi farm xong thì bắt đầu từ từ, hiện tại vẫn chưa có ở đâu, chưa xuất hiện những vị tướng. Ở dưới thì có 2 thằng. Thằng rừng của nó thì mình hiện tại là nó chắc đang farm rừng đấy. Rồi, đây thằng Omen đây. Phá này, đây mình từ à được, đây đừng biết đi. Mình sẽ nấp đây Lumia từ từ các bạn nhá, bình tĩnh này. Rồi, chưa, rồi, sổ combo. Đấy. Cái cách, nói chung là cái cách nó đi gánh kiểu ở những cái rank chiến tướng này và rank thách đấu thì nó sẽ khác nhau một cái bước các bạn nhé. Nếu mà rank thách đấu thì team địch nó sẽ không có những cái pha di chuyển như vậy đâu. Còn đây là rank chiến tướng thì kỹ năng cá nhân có, nhưng nó kiểu là đi rank đơn đó các bạn ạ. Rank đơn cho nên nó đang còn hơi chủ quan một chút. Ôi, pha này chim cút. Đấy, cho nên mọi sự đi gánh của ôi cái pha này mình còn chưa bá nha. Quá đây, mình quá đây rồi. Từ nền luôn chưa bá. Ôi, mình đập xịt một cái anh em ạ. Mình đập xịt một cái rồi, thôi không sao. Rồi, chim cút. Đấy, mọi sự đi gánh của bất kể một vị tướng nào đi chăng nữa
thì chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Không nhất thiết là cứ trận đấu này là cứ phải đi gánh đường rồng, đường bót, rồi cứ di chuyển diễn xuất như vậy đó. Mà chúng ta phải xem trên bản đồ con ở đâu nó xuất hiện những team địch, hoặc ở đâu có kẻ hở, hoặc sơ hở, hoặc có lỗi của team địch, thì chúng ta sẽ tận dụng vào những cái đường lỗi đấy của team địch để chúng ta có thể di chuyển phản gánh thật tốt. Đấy, còn nếu chủ động đi gánh thì chúng ta phải chắc chắn rằng, ví dụ nhá, mình đi gánh chỗ đường rồng đi, thì mình phải chắc chắn là thằng rừng của nó không có dưới đường rồng, hoặc thằng mít nó không can thiệp được, thì chúng ta mới đi gánh. Không bao giờ đi gánh mà cái kiểu 50-50, ví dụ team địch kiểu mình biết thằng rừng với thằng mít nó ở đó mà mình vẫn xuống đi gánh, đó là sai. Mình chỉ xuống thủ hoặc phản gánh, các bạn hãy nhớ nhá, thủ hoặc phản gánh. Rồi cái phá này mình bị loi sai rồi, thôi lùi cái phá này đấy thằng ô máy quá, từ rồi chơi luôn thằng này hết thằng ô không chơi rồi, thôi thằng gió nó sấy đau lắm anh em ạ, gió nó sấy khá đau. Ơ bắn trù này được rồi, cái phá này ui dội không bay vào luôn anh, cái này đấy, cuối cùng bị bắn chết đấy, ôi ránh chiến tướng anh em ạ, giống cây thuế về chơi khiếp. Để mà đánh lên được năm mươi mấy sao đánh ngõ thủ mà chơi được như vậy là mình vẫn khẳng định là một trong những cái thân đồng liên quân đó các bạn ạ, thật chứ không phải là đơn giản đâu. Để mà xử lý được cái phá như anh mắc đấy, nó gọi là một trong những cái phá thân đồng liên quân đấy, chứ không phải đơn giản đâu các bạn. Đấy, không, vấn đề Z mình sẽ đi về farm nhá. Hiện tại thì cái lượng đô của mình thì nó nổi chỉ màng rất là đau thôi, nhưng mà ví dụ như là thường ấy, nếu mà mình đánh quán cá nhân của mình ấy, mình sẽ lên 5 cái nánh các bạn ạ. Bởi vì khi nào lên tầm build được 4-5 thì mình sẽ bán cái nánh tiếp. Nhưng thôi, hôm nay mình sẽ lên cái build chuẩn để anh em kiểu làm theo một build chuẩn, anh em chơi cho thói quen. Chứ không, nhiều khi lên 5 cái nánh quá thì các bạn sẽ chậm lên cái thành kiếm, mà chậm thành kiếm thì cái lượng sát thương nó vẫn chưa tăng tiến được. Đấy, rồi. Khi vào những cái thế trận ở giữa như thế này thôi, giữa thế trận thôi, thì chúng ta sẽ kết hợp ở những cái di chuyển đơn lẻ và nấp bụi. Đây, các bạn hãy nhìn cách mình khi nào cũng nấp ở trong những cái bụi tấn công của team địch, và mình sẽ chờ team địch đi qua. Đấy, từ từ chưa, rồi thằng Lumia đây rồi, sọc nó giết đấy các bạn, đập chỉ mảng rất là đau. Tiếp tục thằng Gión các bạn nhá, rồi còn chưa một thằng hình đập hai thằng tổ gì không nổ đám chết ba thằng phải để rơi. Đấy, đơn giản thôi, ngủ không từ giữa game được đi thì nó sẽ không còn gọi là chơi kiểu theo cung đông đổi nữa, mà nó sẽ chơi theo một cái thế đơn lập hoặc gọi là đi bắt lẻ các bạn. Bởi vì đấy là cái thế mạnh của ngủ không nhờ vào những cái chiêu tích thức, có hai chiêu thức tăng hình, thì các bạn di chuyển vào những cái đường bùi của nó thì các bạn sẽ rất là easy di chuyển thôi. Trong một trận đấu, khi nào nên pick ngủ không mà hiệu quả nhất của nó, đó chính là khi không có vị tướng Lindis và Esu. Không phải ngủ không sở hai vị tướng đấy, mà ngủ không bị khắc chế di chuyển bởi hai vị tướng đấy. Bởi vì nếu các bạn gặp Esu thì late game các bạn khó tiếp cận được vào trong combat, bởi vì các bạn không thể tăng hình được, hoặc gặp con Lindis thì các bạn cũng thể là tiếp cận được. Cho nên trong một trận đấu nếu không có hai cái vị tướng mà chống cái tăng hình đấy thì còn lại các bạn pick cầu không rất là hiệu quả các bạn nhé. Và đặc biệt rằng team địch sẽ phải có sát thủ, pháp sư và xạ thủ, nói chung ba vị tướng màu giấy thì pick ngủ không là hợp lý nhất. Còn ví dụ trong một trận đấu có 3 tánh hay 4 tánh như thôi, ngủ không cũng hiệu quả đó anh em ạ. Rồi cái pha này mình sẽ xuống phần gánh này, rồi bạch đấy, đơn giản chứ các bạn thấy mình di chuyển luôn luôn gì cái gì đây, combo tốc biến đẹp đấy, đẹp mắt đấy, đẹp rồi sao làm gì nữa nào. Đấy, các bạn hãy nhìn cái cách di chuyển của mình khi nào cùng di chuyển trong khu rừng của nó, ở trong cái bụi của nó. Đấy các bạn hãy nhìn này, đi đâu mình sẽ vào trong khu rừng của nó. Đấy, đây là cách chơi đặc trưng của ngủ không nhé, các bạn hãy nhớ nha. Rồi thằng gión không để sai mình đâu. Đấy, mình chỉ cần thấy nó mà lườm ra cái trụ một phát ra mình nệt đấy rồi, chưa bán nó ra đi đấy. Mình chỉ cần thể nó lập ra cái trụ, tâm cái trụ một tí là mình giết rồi đấy. Cho nên hy vọng clip này sẽ giúp cho tất cả các bạn có những cái mẹo hoặc những cái kinh nghiệm chơi để các bạn chơi ngủ không tốt hơn đấy. Nhưng mà anh em nào mà thích ngủ không thì clip này xin chúc anh em có thể leo đánh thật tốt, và mình hẹn gặp tất cả anh em một clip sau vào ngày mai các bạn nhá. Và tất cả các bạn ơi, mai yêu, bye bye.